truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Trời ơi là trời, mẹ ác thiệt chứ. Nhìn mẹ yếu yếu vậy sao mạnh dữ vậy trời. Dựng cá chém thức, đánh mình tùm lum ta la. Định vô trong đời nở qua bây giờ vậy đó. Trời ơi, mẹ không đâu. Mẹ con chém rồi. Mẹ xin lỗi, để con chịu trận tội nghiệp con trai. Thôi thôi ba đừng đụng vô con nữa. Ba hèn lắm, ba đi ba để con mình ên con. Đau muốn chết, mẹ quýnh con nè. Mày thông cảm cho ba đi, có sao không? Te tôi hết rồi, đâu tóc mà tự nhiên lên chảnh kiếm ba như vậy. Con xin lời khuyên. Có chuyện gì hả? Có gì nói lẹ đi, để bình chánh bảo. Chứ không thôi bà khó sống nổi con chăn này đó. Bây giờ con có cái này hỏi ba một cái nha. Ba trả lời thiệt nha. Thì hỏi đi. Bây giờ ví dụ như ba thích một người đó đi, mà người đó sợ chị bay mất đi á, thì ba phải làm như thế nào? Ý con nói là người đó có cánh hay sao mà sợ bay mất? Mà nếu mà họ có cánh thì đơn giản thôi, mình chỉ việc cắt đôi cánh của họ là hết bay thôi. Con thấy bà hay không? Cái bài toán khó gì mà bà giải cái một thế chưa? Đó bài văn mà phải bài toán đâu. Ủa văn à? Hả? Văn toán cũng hệ số 2 hết. Hồi đó đi học không biết mà đấy không? Thôi, tự lo nha con. Bà đi à. Nhưng mà nhớ nè. Dạ. Coi chừng nếu mà không có đôi cánh mà có đôi tay, con cắt là con chết đó nghe chưa? Bà đi à. Vậy thôi hả bà? Bí quyết vậy thôi à. Để mẹ con xuống bây giờ. Trời, tự nhiên cái... Mà bà nói cũng đúng á. Bây giờ cứ theo dõi Âu Anh thôi. Sao mình cắt đôi cánh Âu Anh đi. Thì Âu Anh đâu đi được đâu. Làm cái gì mà cái mặt xanh lè xanh lét vậy? Định làm liều cái gì đúng không? Em đâu có đâu. Không có hả? Kìa, nhìn cái mặt này là nghi lắm nha. Đi đi. Đi gì? Đợi mẹ xuống mới đi. Đây, mẹ xuống rồi đây. Mẹ. Con trai ngoan, hồi nãy mẹ mạnh tay với con quá phải không? Ở nhà coi nhà ngoan nghe chưa? Con thì lúc nào không ngoan. Trời đất ơi. Nó nghe, mẹ chưa có hết giận đâu. Khi nào ba con về á, con điện thoại cho mẹ nha. Còn nếu mà con không điện thoại được á, nói ba con điện thoại cho mẹ đi. Không là hai cha con á. Ê, dạ. Đi con. Trời trời, ba của mình đúng là hoa mọc trên tuyết luôn. Vậy mà sống với mẹ mình mấy chục năm trời luôn đó. Chứ mà cái đôi cánh mọc cánh mọc ở đâu trời? Bye bye. Thì bà bỏ qua đây. Mày quá. Giết người bây giờ đó. Trời, bà nội ơi,
mứa là hết hồn à. Lần này mà không mứa chắc chết luôn. Quăng cho tôi quá, tôi nói nghe nè, tôi đang tìm đồ. Tìm đồ? Ừ. Trời ơi, cái đồ mà kiếm trên người của tôi hả? Ê, 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 ê. Đâu tôi, đâu tôi. Cái đồ dễ sợp giờ tôi biết không dễ sợp luôn á. Đi ra khỏi phòng cho tôi nhanh lên. Đi ra. Đi ra. Vậy bà đi lâu chưa? Đi lâu lắc rồi. Ba ơi, thiệt tình á, là không biết cha con mình có tội tình gì nữa đây. Mà sao mà nhìn con cũng sơ sát quá vậy? Hả? Có gì hả con trai? Hả? Nhờ phúc của ba đó nên người ta hành hạ con. Cũng may là con giữ được cái mạng này. Ây da! Nói cái gì mà nhờ phúc của ba mà mình bị hành hạ? Nhờ phúc của ba là không bị hành hạ, chứ con nhờ phúc của ba sao bị hành hạ? Cái phúc của ba nặng quá, vớt không có nổi. Con đi tìm đôi cánh đó. Cái gì? Đừng có nói là... Thì con nghe lời ba, thì bây giờ mò vô phòng... Cắt cái tay của người ta rồi hả? Trời đất ơi, khổ ba ghê. Con nghe lời ba nè, vô phòng nè. Xong rồi con mân mê gần tới cái chỗ của cổ. Con bắt đầu sợ lên người của cổ. Ô, ô, sợ sợ tìm cánh luôn á hả? Trời ơi, con khổ ba ghê á. Con mà làm như ba, chắc ba hốt xác con rồi chứ ở đâu mà đứng đây mà nói chuyện với ba nữa. Ờ, hết hồn. Tưởng mình ngu, mày mò bẫy mò bả là chết đó nha con. Thấy ngu thì ngu, bộ nhìn thấy hai cái đó rõ ràng, ai mà ngu mà mò vô. Chết à. Cái chuyện con cũng khó. Bây giờ ba nghĩ, bây giờ con không muốn mà cô ấy mà rời xa con. Con phải làm một cái gì đó nó thật là cảm động. Hả? Lãng mạn, romantic. Ồ, cái kiểu như mà mình làm một cái sự kiện hay một cái event gì đó cho cổ, để mà cổ cảm thấy cổ động lòng. Với lại cũng may mắn nè con. Ăn thua là mình ở hiền gặp lành. Ở hiền gặp lành thiệt hả ba? Ừ. Con có ở ác đâu con trai tua nè. Thì hên xui con ơi, không biết nữa. Mỗi người có một cái cách. Mọi người đâu rồi ta? Có cách rồi. Ăn trộm, ăn trộm, bắt ăn trộm. Trộm kìa. Nhà mình có trộm ơi. Cẩn thận nha, coi chừng trộm nó có vũ khí. Anh cẩn thận anh. Mẹ ơi, anh trộm đâu? Con có mất máy gì không? Con đi 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 xuống dưới bếp. Âu anh chạy xuống bếp coi con. Dạ. Huy anh cẩn thận. Anh trộm này, 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 anh trộm này. Bản quyền phim Full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.